Và xin chào mừng tất cả quý vị khán giả, chúng ta cùng đến với sân bóng đá Đồng Tâm để chuẩn bị đón chờ xem trận đấu trang hạng 3 trong khuôn khổ giải bóng đá mừng xuân năm 2022 của các đại lý ô tô. Có vẻ như là trận chung kết sẽ diễn ra cùng thời gian với trận đấu tranh hạng 3 này. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu trận tranh hạng 3 giữa An Thành Fukushima và Toyota Bến Thành cũng đã được bắt đầu. Những phút đầu tiên chúng ta đã bắn thiệt rất hay. Vào sân đấu như vậy, bàn thắng đã đến với Toyota Bến Thành. Chúng ta xem lại bàn thắng và tỷ số của cầu thủ về phía Toyota Bến Thành. Với ghi bàn đó là cầu thủ bàn đấu số 4 trong trận bán kết rồi. Đối với trận đấu này chúng ta sẽ không có bất ngờ nếu như chứng kiến một loạt những cái bước bàn thắng không màu. Hoàn toàn có thể tung ra một cú đẹp không màu. Rồi cú dứt của Thanh Duy. Một cú trích môi giày. Thật sự là một trận tranh hạng 3 thì chủ yếu mọi thứ vẫn là cái sức ép. Chưa thể có một tình huống giải tỏa sức ép thành công. Toyota Bến Thành. Sức ép không vào. Đây thì là cao thủ Toyota Bến Thành. Hoàn toàn có thể sức ép không vào. Trận đấu tranh hạng 3 chúng ta đang có rất nhiều những nụ cười ở phía trong sân. Tung ra cú đá không vào, một cú đá cự ly rất xa. Đã bị cắt bóng, cú đá thế là coi dành cho cầu thủ câu lạc bộ. Coi không vào. Cầu thủ Hồng Cam. Dứt điểm không vào. Ở một cầu thủ đỏ đã gây sức ép và như vậy đã có bàn thắng rồi. Chúng ta xem lại bàn thắng vừa rồi. Bàn thắng của số 10 Quốc Khởi. Anh đã thành công sâu kim. Ở hướng sang vị trí của cầu thủ bàn áo số 10. Dứt điểm không vào. Hay nếu 3-1. Từ chuyền có cú đá. Đã có một Tokuda. Một bàn thắng và một tình huống ăn mừng hụt của Tokuda. Đánh đầu. Rất bình tĩnh. Đưa chuyền. Và trở lại với tình huống đá phạt góc của đội bóng cầm. Thiên lỗi. Tuấn cứu thua xuất sắc của thủ môn Minh Dầu. Lại là thủ môn này nữa, dứt điểm không vào. Phản công rồi, cơ là đây. Không vào. Gỗ của Toyota Bến Thành là Hoàn Vũ, chứ không phải là trên hàng 3 này. Là một chuyền sẽ được định đoạt ở trong hiệp đấu này. Tokuda. Bóng này. Giờ đây, giữ điểm, không vào. Phản cách này thì đó thiên như đã phạt góc rồi. Giữ điểm, không vào. Chúng ta ám sát cả một photographer. Giờ đây, tốt của nó. Xem lại bàn thắng của Tokuda. Hay nếu được chuyền dành cho Tokuda.
Và như vậy là tỷ số đã đang lên 3 dành cho các... Chúng ta xem lại cú đúp của Tokuda. Không sao cả, với một trận đấu sân 5 thì thời gian phía trước vẫn còn rất nhiều cho An Thành Fukushima. Đó cực kỳ bất ngờ của Hồng Vũ. Đáng tiếc là tính bất ngờ của nó. Một bóng hiểm không vào, rất hiểm. Chân của cao thủ An Thành Fukushima đưa chuyền, đây là cơ hội rất hiểm đi, không vào, vẫn còn. Đấy! Một tình huống rất chi là buồn cười. Kết một trận bán kết thì anh cũng đã thi đấu rất hay ở vai trò là cầu thủ một cái có tâm đen toàn kết toàn đầu bay và đó là toàn hai nếu giữ điểm không đâu, đây là coi không ghi bàn nữa, tôi lại ông luôn. Và như vậy tỷ số đưa xuống một tình huống mà hai néo đã bao sắc báu. Thanh Duy không qua được hai néo, vẫn là Thanh Duy. Không thể chấm rồi. Giữ điểm. Chúng ta xem lại pha bóng này. Hồng Vũ đã làm rất tốt. Thanh Duy. Lần này may quá, hai nếu ghi bàn không! Và như vậy đã có bàn thắng dành cho cầu thủ bóng đá số 4. Và đây cũng là phút thi đấu chính thức cuối cùng. Nhảy ăn mừng rất tối của hai nếu. Có thể giữ điểm, không được. Tên bàn thắng nữa, không vào, giữ điểm. Lần này thì hai nếu sẽ không có cơ hội nào để cứu thua nữa cả. Bây giờ anh ta xem lại pha bóng này. Đúng như những gì tôi nói, hai nếu không sinh ra để làm thủ môn.